Xúc động khoảnh khắc hát quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu của học sinh tại một trường trung học cơ sở ở Hà Nội. Sáng nay ngày 5 tháng 9, hòa trong không khí khai trường của cả nước, thầy trò trường trung học cơ sở xã Đàn, Hà Nội đã tiến hành khai giảng năm học mới. Trường chuyên biệt phổ thông cơ sở xã Đàn là nơi dạy văn hóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khiếm thính trên địa bàn của thành phố Hà Nội. Chỉ ít phút sau, tiếng nhạc bản tiến quân ca vang lên, khối các học sinh bình thường bắt đầu cất tiếng hát, nửa còn lại, những học sinh đặc biệt cũng ngước mắt nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tay cũng vẽ ký hiệu để hát quốc ca theo cách của riêng mình. Các em học sinh với những cánh tay đưa lên xuống rất đều theo nhịp nhạc, khoảnh khắc này khiến nhiều người có mặt đều rất xúc động. Thầy Phạm Văn Hoan, hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ, ngôn ngữ cử chỉ đó mới là đặc trưng của trường xã Đàn. Được hát quốc ca, các em sẽ thấy hòa đồng hơn với các bạn bình thường khác và có niềm vui ngày khai trường trọn vẹn hơn.